Và dòng thư tay anh gửi cho em ngày nào, giờ còn lại hư vô anh gửi em ấy lời chào. Mà những người đi vội, mình làm gì nên tôi, tại sao lại cách xa còn nhiều như thế mà để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì. Những người mà ra đi em chẳng biết kêu điều gì, mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như cô hương. Tìm anh ở bốn phương vì say nên vẫn vương. Anh ơi vô tình dù tình mình gặp không may, anh sai nơi này để ruột lệ ở bên đây. Bầu trời xa hắt hiu nhìn về nơi đó đây, ngoài trời thì có mây chỉ còn lại là đắng cay. Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng, hai năm âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng. Bên kia là pháo hoa dần dần người đến xem, hoa hai mình kết duyên có phải mình là hiện duyên. Em như trẻ lạc còn tâm tối giữa rừng thông, nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đỗ để ngừng trong. Anh là một con đom đóm mắt ánh sáng nó xoay vòng, chia cho em cả một mầm sống nhưng chẳng chịu con vun trồng. Vì lúc ấy ta còn trẻ nên là bạc là mưu sinh, em chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh. Em gắn bó với sông nước và cảnh vật này hữu tình, còn người ta cho anh áo lụa hóa tại sao chẳng phụ mình. Tình yêu ơi bình yên ơi về đây đi, để em mong để gió cuốn đêm nay ai đi về nhà. Đi gió hát vang lên có tình ca để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì. Nhìn mình mà ra đi anh chẳng biết kêu điều gì, mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như cô hương. Tìm anh ở bốn phương vì say nhưng vẫn vương. Hết rồi cuối cùng nắng thì cũng đang ngã vàng bên người nhắn tin anh về thương bản thân.